thanh niên ngày càng ăn chơi và ma túy ngày càng phát triển mạnh. Mình luôn cảm thấy không yên tâm khi em Ún cháu chát trong nhà lúc nào cũng trong tình trạng bị lôi kéo, dụ dỗ vào con đường gần như không có lối thoát này. Tiếc là các phương pháp ngăn chặn tệ nạn ma túy của nhà nước chưa hiệu quả. Vậy nên trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn một ý tưởng cai nghiện mà chắc chắn hiệu quả hơn, dễ thành công hơn. Tuy nhiên do chính sách của Facebook rất khắt khe với ma túy nên mình sẽ gọi nó là Mai Thúy. Và mong các bạn khi comment cũng đổi thành như vậy giúp mình nhé. Mình đã từng gắn bó một cách gián tiếp với việc cai nghiện ma túy. Và với kinh nghiệm đó, mình khẳng định cai nghiện ma túy là điều gần như không tưởng. Nếu là chơi đá chơi cỏ vớ vẩn thì còn cai được, chứ một khi đã trích rồi thì không thể nào rút chân ra được nữa. Mà ma túy lại rất dễ lây lan, phát triển mạnh. Đó là bởi vì khi một người nghiện thì sẽ đốt tiền rất nhanh. Mà đến khi không còn tiền chơi thì chỉ có cách là trộm cắp vặt. Mà thường thì chỉ trộm nhỏ như gà ngoé chó mèo thôi, chứ ít khi trộm đến tài sản lớn như ô tô xe máy. Vì mấy cái này rất dễ đi tù và cũng rất khó khăn. Thế nên nếu nhà bạn có bị trộm gà thì 90% là do ông nghiện nào đó gần nhà thôi. Cơ mà đến đường cùng thì cũng có khi là máy bay các ông cũng trộm, chứ đừng nói gì là xe máy. Không trộm được cả cái thì trộm từng cái bánh xe một. Mà nếu không trộm cắp được thì chỉ có một ít cách nữa để có thuốc chơi, đó là dụ dỗ thằng khác vào, nhất là mấy ông con nhà giàu. Bởi vì mấy ông mới chơi thì sẽ có tiền và không quen với việc mua hàng, thế nên thường phải đưa tiền cho mấy ông nghiện lâu năm đi mua về chia nhau chơi. Vậy nên nếu nghiện lâu năm và đến đường cùng thì lôi kéo bạn bè người thân là con đường lựa chọn đơn giản nhất. Cơn thèm thuốc đã lên thì dăm ba cái tình cảm anh em bạn bè hay lương tâm gì cũng dẹp hết thôi. Thế nên nghiện ma túy rất dễ lây lan trong cộng đồng. Vậy thì chúng ta nhất định phải ngăn chặn tệ nạn này. Bởi tác hại nguy hiểm của nó thế nào thì ai cũng đã rõ, chẳng cần nói thêm làm gì. Nhưng làm sao để ngăn chặn? Hiện nhà nước đã có nhiều phương pháp để cai nghiện nhưng không hiệu quả. Ví dụ như, thứ nhất là cai nghiện bắt buộc. Đây là hình thức cai nghiện tập trung, giống như đi tù vậy. Người cai nghiện sẽ cai tầm 6 tháng đến 2 năm, khỏi thì về. Phương pháp này thì chắc chắn hiệu quả tức thời. Vào trại không có thuốc để chơi thì đương nhiên kiểu gì cũng cai được. Nhưng khi tái hòa nhập cộng đồng thì 99% là tái nghiện, bởi họ vẫn thèm thuốc như thường, chỉ cần một lời dụ dỗ là lại chơi ngay. Cái này mình đã chứng kiến quá nhiều. Hơn nữa, phương pháp này không áp dụng cho tất cả người nghiện, vì cai nghiện bằng ngân sách của nhà nước, mà ngân sách thì hạn chế, với cả thủ tục đưa đi cai cũng rất phức tạp. Phương pháp thứ hai là điều trị bằng methadone. Methadone là một loại thuốc thay thế heroin. Người nghiện sử dụng thuốc này thì sẽ giảm cơn thèm ma túy. Vấn đề của phương pháp này là, thứ nhất là phải uống đều đặn và liên tục, thứ hai là phải uống lâu dài. Thế nhưng thực tế, người nghiện sử dụng thuốc này thì gặp phải hai vướng mắc khiến cho phương pháp này mất đi tác dụng. Đó là, thứ nhất, mỗi ngày họ phải đến trung tâm để uống thuốc, như vậy họ sẽ không đi làm được, không kiếm tiền được. Có nhiều người nghiện tâm sự với mình, cũng muốn cai lắm, cũng hối hận lắm, muốn vừa uống thuốc vừa đi làm kiếm tiền để làm lại cuộc đời. Nhưng khổ cái, sáng nào cũng đi uống thuốc lúc 9 giờ, vậy là sáng chẳng đi làm được, mà làm mình buổi chiều thì người ta không thuê, hoặc rất ít công việc như vậy. Cái thứ hai, đó là khi đến trung tâm để uống thuốc, mấy ông nghiện lại gặp nhau. Nhưng cứ gặp nhau là lại sinh ra cảm giác thèm chơi ma túy. Và thành ra, nhiều trung tâm điều trị methadone lại thành nơi tụ tập và bàn mưu tính kế của mấy ông nghiện. Thế nên, phương án này cũng không hiệu quả. Mình rút ra kinh nghiệm là để cai nghiện thành công, cái quan trọng nhất là người bệnh phải thật sự quyết tâm. Chứ không thể ép buộc được, họ phải quyết tâm thì mới cai thành công, và cai xong mới tránh xa được ma túy. Chứ còn ép đi cai, kể cả cai như đi tù, thì lúc ra lại chơi bình thường, chẳng có ý nghĩa gì cả, tốn tiền nhà nước. Khổ cái nỗi, quyết tâm thì ai cũng có, nhưng quyết tâm mà thắng được cơn vật thuốc thì chẳng ai làm được. Chẳng lẽ hết cách, hay cứ ông nào nghiện thì bán bỏ, như vậy sẽ không lây lan cho người khác. Nhưng không được, tính mạng của con người chứ đâu phải con muỗi, không thể làm như vậy. Thế nên mình mới nghĩ ra một giải pháp, mình tin là sẽ hiệu quả. Đó là tống hết những ông nghiện này ra đảo. Như vậy sẽ cách ly hoàn toàn mấy ông này với xã hội, chẳng lây được cho ai. Nghiện nặng, nghiện nhẹ sẽ đưa ra đó tất, vậy xã hội sẽ trong sạch. Mà ở đó, tất cả sẽ phải lao động, tạo ra của cải cho đất nước, đồng thời áp dụng các biện pháp cai nghiện ở đó. Nếu ai thật sự quyết tâm, cai nghiện thành công và có thành tích tốt sẽ được trả về xã hội. Như vậy phương pháp này sẽ mang lại những lợi ích như sau. Thứ nhất là những ông nghiện lâu nay đang vật vờ trộm cắp vô dụng thì nay ra đảo sẽ được làm việc, được lao động, vừa khỏe người vừa tạo ra giá trị, làm giàu cho đất nước. Hai là ra đó, ông cũng chẳng lây nghiện được cho ai vì ai cũng nghiện cả rồi.
ở đó sẽ dễ điều trị, dễ quản lý hơn, còn đất nước cũng sẽ trong sạch, không lo có người lôi kéo dụ dỗ người khỏe mạnh. Thứ ba là khi ai đó được trở về, do là xã hội đã trong sạch nên không ai lôi kéo người nghiện trở lại và đương nhiên không có chuyện tái nghiện. Thứ bốn là tất cả người nghiện ra đảo, bọn bán thuốc sẽ không còn khách hàng, tội phạm buôn ma túy sẽ tự động chấm dứt, mất cầu thì cùng chết. Chắc còn nhiều lợi ích nữa nhưng mình chỉ nghĩ được có nhiều đây. Cùng thảo luận về phương án của mình nhé. Hãy comment phía dưới, nhớ là Mai Thúy nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.